Ok, chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Các bạn thấy khung cảnh ở đây đẹp không? Ở đây có mấy cái trụ quạt gió. Cái trụ này là nó tạo ra điện đó các bạn. Nó quay gì đó để nó tạo ra điện, các bạn kêu là điện năng lượng đó các bạn. Thì hôm nay mình đi ngang qua đây, mình đi dạo chơi, mình đi ngang qua đây mình thấy những cái cây xương rồng đó các bạn. Các bạn biết cây xương rồng không? Đây, để mình quay cho các bạn xem nha. Cái đây là cây xương rồng này các bạn. Không biết là ở quê mấy bạn, cái trái này có bạn nào ở quê mấy bạn có ăn được hay không. Nhưng mà mình đã ăn trái này rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ lấy cái trái này để mình làm cái sinh tố ra xương rồng nha các bạn. Đó, ở đây thì trái nó rất là nhiều luôn. Hôm nay mình sẽ thực hiện một clip sinh tố ra xương rồng cho các bạn xem. Hồi giờ mình chưa thấy ai mà ăn lấy cái này làm sinh tố hết các bạn. Mình không biết là xương rồng, hồi giờ mình chưa thấy ai làm sinh tố uống thử các bạn. Bữa nay mình sẽ hái nó, mình làm sinh tố, mình uống thử nó có ngon hay không nha các bạn. Nếu ngon thì mình sẽ chia sẻ cảm giác như thế nào để cho các bạn làm uống thử nha. Đây nè các bạn, mình hái này. Cẩn thận nha, nó châm rất là đau không. Đó mấy bạn thấy không, rất là đẹp luôn, màu sắc nhìn nó rất là sặc sỡ luôn. Bỏ vô vị các bạn. Tiếp tục nè. Lựa mấy cái trái nào mà nó căng căng á thì nó sẽ ngọt nha các bạn. Nhưng những cái trái mà như gì nè là nó chưa có chín, mình không hái. Những cái trái mà nó căng á, căng nước luôn á là mình hái. Ở đây các bạn thấy không, nguyên một chùm nó 2, 4, 5 trái luôn. Cái này nó nhọn lắm nha, này có gai nè, đó nhọn rất là sắc luôn nha. Mình hái hết sức mình phải cẩn thận nha, không cẩn thận là dễ bị đâm vô tay lắm các bạn. Mặc dù đeo qua tay nhưng vẫn sợ đâm vô tay. Ăn cái món này nó hơi bị cực khổ nha. Là lát nữa mình sẽ về mình lột mấy cái hột nhỏ của nó ra nữa các bạn. Cái đây là trái sống của nó màu xanh nha các bạn. Đó, cái bên là những cái trái sống nó màu xanh á. Nãy giờ mình hái cũng nhiều rồi các bạn. Cái chùm này là chắc là chùm cuối cùng mình hái. Nó lủng luôn. Một bị rồi, thấy bạn thấy không? Hái vài trái nữa là đủ rồi đó. Nó châm đau quá các bạn ơi. Món này ăn hơi bị vất vả nha. À các bạn ơi, mình có mở một cơ sở làm rượu nho với mật nho. Các bạn nào có nhu cầu thì hãy mua rượu nho với mật nho ủng hộ mình nha các bạn. Mình mới đem về nhà các bạn, mình vừa chuẩn bị một cái thau các bạn thấy không? Thau này nó có những cái lỗ nè. Xong bắt đầu mình sẽ đổ nước vô. Các bạn thấy những cái trái xương rồng nó có gai không? Gai li ti nhỏ. Xong bắt đầu bỏ vô đây mình sàng nha. Nó ra được bao nhiêu ra, còn bao nhiêu thì mình sẽ tự lấy mình lột vỏ ra nha các bạn. Món này ăn hầu bị vất vả các bạn. Gai không à. Đó, xong bắt đầu mình sẽ sàng như thế này nè. Đó, nó ra được bao nhiêu ra, còn bao nhiêu còn lại thì mình sẽ bóc vỏ mình lột ra. Nếu mà không làm gai kỹ uống vô nó rất là nguy hiểm luôn nha các bạn. Mình mới rửa xong rồi các bạn. Cái này mình hái chiều hôm qua, bây giờ sáng mai mình mới làm. Tại vì chiều qua nó tối quá mấy bạn. Chiều qua tối quá. Bây giờ nè, mấy bạn thấy khi mà mình sàng lên, mình sàng xong rồi mấy bạn thấy không, cái trái của nó thì nó cũng còn gai ít thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái dao mình nhẹ nhàng mình khư mấy cái gai nhỏ nhỏ ra các bạn. Đó, mình khư mình lột ra. Cái này á là ăn nó rất là nghe người ta nói ăn rất là bổ máu luôn các bạn. Mà đó, chúng ta lột nhẹ nhàng ra như này. Đó. Sót một cọng gai nhỏ thôi. Mình uống nó cũng hao bị gọi là khó chịu đó mấy bạn. Bởi vì mình phải thật là kỹ càng. Đó, lột nó thật là kỹ càng nha mấy bạn. Nếu như mà món này mà mình mà làm mà uống mà cảm thấy ngon đó nha mấy bạn. Là mình bán quán là ấy da, sinh tố gai xương rồng luôn các bạn. Nghe nó có lý đó các bạn. Đúng là mấy thằng mà gọi là tóc không có nó suy nghĩ món nào món nấy độc không các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Mình bỏ vô đây, bắt đầu lát mình bỏ đường bỏ đá vô mình xây sinh tố cho các bạn xem nha. Đó, một trái à. Món này ăn nó hơi bị kỳ công chút xíu nhưng mình hy vọng là nó sẽ ngon các bạn. Nãy giờ như đây mà mình móc cỡ tiếng đồng hồ luôn các bạn để mình lột mấy cái gai nhỏ của gai xương rồng ra nè. Đó thấy không, còn nè, cũng còn nhỏ mình lột không kỹ sợ uống vô nó lủng ruột các bạn. Đó, nhưng mà tờ hình nó cũng hạn chế với gai bớt rồi.
không biết là món nó như nào các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào máy sinh tố mình xay nha. Thôi sừng rồng lấy ra màu sắc rất là sặc sỡ luôn, không nhìn rất là mát mắt luôn, không biết uống có ngon hay không nữa. Ở trong cái trái sừng rồng thì các bạn nhìn nè, nó có những cái hạt nhỏ nhỏ nha, mình sẽ xay nát cái hạt ra luôn. Cái xương rồng này thì cái tính nó tính cũng ngọt các bạn, nó uống cũng ngọt ngọt thôi, nó không có ngọt lắm, bởi vì mình cần thêm một ít đường nữa bỏ cho nó ngọt hơn các bạn. Đó rồi, bây giờ mình xay coi. Ui ôi, các bạn thấy màu không? Ồ, bấm một cái nó lên màu kìa. Wow, 20 giây là nát bấy hết luôn, trời cái màu nó kìa. Quá wow, quả đẹp luôn hả? Này đá này, không biết là bỏ vô xay nó có nát, nó có banh luôn cái máy này không nữa. Hồi giờ mình chưa xay đá thử máy này nữa các bạn. Trời ơi, trời ơi, đậu phộng nó ra. Làm giật hết mình quá. Bây giờ tới giờ phút mà thử nữa các bạn, test đam gọi là thử độc á, uống có thử nó như thế nào các bạn. Ủa sao nó hầu giờ mình suy nghĩ ra cái món gì đâu mà nó độc nó lạ không các bạn. Test độc nè, trời ơi cái màu nó sặc sỡ kinh khủng luôn á. Thì cái màu chưa uống là tôi thấy nó sặc sỡ rồi đó nè. Rồi để mình test đam test độc thử coi. Nếu mà uống mà vô mà nó không dãnh củ tỏi á, thì mình nếu mà nó dãnh củ tỏi là chắc là clip này mình không đăng các bạn. Còn sống thì mình sẽ đăng cho các bạn xem. Thôi, mình thử đọc trước nha các bạn. Cái này là không dám mời mấy bạn. Đó, bạn có thể thấy cái màu nó rất là đẹp luôn. Không dám mời mấy bạn nữa, mình thử đọc trước cho. Cái này mình sẽ chia sẻ cảm giác thật lòng cho các bạn nghe luôn nha. Chưa, mình vẫn chưa cảm nhận được cái mùi vị nữa các bạn. Cái mùi vị nó rất là khó tả luôn các bạn, nó không giống bất cứ cái mùi vị nào hết. Nếu mà nói khó uống thì không có, nó rất là dễ uống, nó ngọt, rất là dễ uống. Nhưng mà mình đang cố suy nghĩ ra nó có giống những cái mùi vị trái cây nào, nhưng mà nó hoàn toàn khác biệt hết các bạn. Cái hạt nó mình đã xay nát luôn, và uống cái hộp cũng được luôn. Ngon mấy bạn, không phải cái này nó thiệt, ngon. Cái mùi vị nó rất là dễ uống, nó ngọt ngọt. Cái hương vị của nó rất là thanh, nó không có một cái mùi gì mà gọi là nó khó uống các bạn nè, uống rất là dễ trôi luôn. Hương vị rất là đặc biệt luôn, chắc kiểu này là mình phải nghiên cứu, mình mở hơn quán, mình bán sinh tố sườn rồng quá mấy bạn, có lý đúng không? Mấy bạn cảm thấy có lý không? Mấy bạn comment nhiều vô mình sẽ mở quán trong Phú Quý, mình bán sinh tố xương rồng, mình bán thử coi. Cũng có lý đó, tại cái xương rồng ở quê mình là nó nhiều lắm, trái nó nhiều lắm mà nhưng mà không ai hái làm gì hết, không ai ăn uống làm gì hết các bạn. Bây giờ mình sẽ cạn cái ly này luôn các bạn, để cái ly này lát cho ba mình làm thử coi. Ngon, ngon đấy bạn, chứ dở là mình không uống hết đâu. Ngon mấy bạn, mấy bạn cứ yên tâm đi, không uống ăn uống cái sườn rồng này nó rất là bổ máu, bởi vì không có chết được đâu, bạn khỏi còn phải lo. Cái này mình nghĩ là bỏ thêm một ít sữa nữa, một ít sữa nữa nó sẽ thơm hơn mấy bạn. Ở dưới này có mấy cái hộp ngon các bạn,
quá tuyệt vời, mùi vị rất là ngon. Bữa nào mình nhất định mình phải nghiên cứu, mình chế biến ra cái nước uống này, mình mở quán mình bán mới được các bạn. À, nãy giờ quên, đây là thú cưng của mình, quên review các bạn xem. Con này là mình mua 500k mấy bạn. Nó la mày, la dữ mày. Ổ phỏng mà cho ăn no rồi mà la dữ mấy bạn. Con này kêu con gì, kêu gì quên ta. Các bạn nào dân cho chim biết con này gì nhớ comment cho mình biết nha. Đây là nho nè các bạn. Còn chín rồi, mười mấy ngày nữa thì chín rồi đó. Đó, đào. Thì hôm nay mình review cho các bạn cái món sinh tố gai xương rồng. Uống cảm giác rất là ngon, mùi vị rất là độc đáo và nó không bay, không có bất cứ mùi vị nào mà nó trùng lập với những cái trái cây mà mình, những cái loại sinh tố mà mình uống các bạn, rất là ngon luôn. Thì bữa nào các bạn, nhà các bạn có, các bạn làm uống thử nha. Này là mình nói thiệt chứ không phải nói láo với các bạn đâu. Rất là ngon, các bạn làm cứ uống thử. Rồi các bạn xem clip, nếu thấy hay thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh hoặc chia sẻ cái lớp clip này đến với bạn bè xem, làm uống thử nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ thì bye bye.